À đây kính thưa quý vị thấy cái view này thì xung quanh đây là núi Sạn. Ở đây có những cái tảng đá rất là to tạo thành những cái hang. Ở Nha Trang rất là may mắn khi được Ngài Thích Minh Tuệ ẩn tu ở đây 6 năm, và có vẻ như cái vòng lập 6 năm thì Ngài sẽ chắc là ẩn là không có ở đây nữa đâu. Tại vì cái hạnh tu của Ngài thì sẽ đi rất là nhiều nơi, và đối với Nha Trang thì đây là một niềm vinh hạnh rất là lớn. Còn những cái người mà sinh sống ở đây thì nói về cái chứng bệnh phong đi. Nói về cái chứng bệnh phong thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến ông Hàng Mặc Tử. Và ông Hàng Mặc Tử là trong một cái đợt ổng có đi chơi cùng với lại bà Mộng Cầm. Thì hai người bị mắc mưa. Mắc mưa thì trú mưa ở trong cái nghĩa trang và những cái ngôi mộ mới. Rồi tử khí bốc lên tạo thành một cái khí độc mà lúc đó ông mắc phải, thì mắc bệnh phong rất là khó khăn, rất là đau đớn và rất là tủi hờn. Cho nên những cái hộ dân mà sinh sống ở đây thì chắc hẳn là sức khỏe cũng không có được bảo đảm gì cho mấy. Để em hỏi thăm cái chị ở đây. Em chào chị, cho em hỏi thăm chị thêm một chút xíu ha. Chị sinh sống ở đây là bao nhiêu năm rồi chị ạ? À? Chị lên đây năm 2000, được 24 năm. 24 năm. Lúc ban đầu chị tới đây á, là những cái ngôi mộ ở đây đã nhiều như vậy chưa? Có rồi, mình lên sau. Lúc đó mình có sợ không? Không, lúc đầu nói chung mình cực quá, lên thì lúc đầu nó cũng sợ. Lúc đó con mình nó còn nhỏ. Dạ. À, hồi đó lên là con bé đầu nó có mới có tuổi rưỡi à. Con sau thì nó nhiều đâu. Đó con đầu được 5 tuổi lên vô lớp 1. Con sau được tuổi rưỡi. Lên ở cách đây đỡ năm 2000, bữa nay 24 mình được 24 năm. Dạ. Cái này thì sẵn tiện em hỏi, em xin phép được hỏi sâu thêm một chút xíu nữa. Đó là những hộ dân sinh sống ở nơi này rất là gần với khu nghĩa trang. Trời nắng, khí bốc lên, trời mưa, rồi hòa chung cái đó, rồi sau này nó sẽ tạo thành một cái gì đó. Mà xung quanh đây thì bà con bệnh phong cũng nhiều. Không biết là chị có suy nghĩ gì về cái điều này hay không ạ? Nói chung mình cực khổ quá, lên đây ở thôi chứ. Ngày đó lên thì nói chung mộ này họ cũng chôn lâu lắm rồi. Chỉ mới chôn một hai cái mới thôi. Sau này do người ta thấy ở là người ta không có nói, không có chôn gần dân nữa. Lang thang Nha Trang xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với em trong một buổi chiều mưa ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày mưa và mưa cũng khá là to, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ rồi thưa quý vị. Em đang đứng ở khu vực Xóm Bóng Thấp Bà của thành phố Nha Trang. Trước mắt quý vị đang nhìn thấy đó là cây cầu Xóm Bóng. Đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Cái để mà dẫn đường đi về hai khu Nam Bắc của thành phố Nha Trang. Đây là một nơi giao thương rất là quan trọng giữa khu vực phía Nam đến khu vực phía Bắc. Và trước đây là Tháp Bà Ponaga đang hiện diện tại nơi này. Kính thưa quý vị, ở Xóm Bóng này thì còn có rất nhiều những người dân địa phương ở nơi đây biết rất nhiều những cái sự tích về Nha Trang, về Tháp Bà và hòn chồng, hòn vợ rất nhiều thưa quý vị. Đây là cái con đường Xóm Bóng, đường Tháp Bà mà hiện nay quý vị đang được nhìn thấy là trong một ngày mưa, đường cũng khá là vắng vẻ và hai bên đường thì bán hàng ăn uống rất là nhiều. Ngày xưa thì đây là một con đường đất và gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Còn phía xa xa bên kia, chỗ hướng cầu Trần Phú hiện nay, quý vị sẽ được nhìn thấy một cái khu công viên mới. Và ngày xưa ở đó là Xóm Cồn. Ở đây em xin phép được trích dẫn lại một đoạn thơ của chính những người con Xóm Bóng đã viết lên rằng: rêu phong mái ngói sân đình, móc meo con chữ tượng hình tích xưa. Đường thôn nay vắng bóng dừa, cây sung bến cá cầu xưa Xóm Cồn. Giếng tiên hòn vợ hòn chồng, hòn rùa hòn yến một lòng thủy chung. Hòn con hòn đỏ lạ lùng, người dân khác họ nhớ nhung lạ kỳ. Tháp Bà xuân đến xuân đi, mấy trăm năm tuổi sử ghi rành rành. Kính thưa quý vị, ở ngày xưa quý vị thường hay nhìn thấy phía trước Tháp Bà là những cái chiếc xe lam, những chiếc xe máy, những cái chiếc xe đạp đậu ở nơi này, và những cái du khách đến với Tháp Bà rất là đông vào những dịp và lễ và Tết. Nhưng mà hiện nay thì thay bằng những cái chiếc xe lam, những cái chiếc xe đò, hiện nay là những cái chiếc xe 16 chỗ, những chiếc xe taxi và đặc biệt là những chiếc xe du lịch cỡ lớn khi đưa đón những vị khách đại Hàn, khách Trung Quốc và các khách khác đến với lại Tháp Bà tham quan. Và hôm nay là trong một buổi chiều mưa và khách tham quan cũng khá là ít, tại vì mưa kéo dài cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi thưa quý vị. Hôm nay em có mặt tại nơi này để mà tìm đến chợ Bầu,
cùng với lại những chị em chị Phượng, chị Hồng để làm 100 phần cơm. Đây là sự phát tâm của cô Xuân mới trở về Việt Nam chơi từ nước Úc, và cô muốn dành tặng 100 phần cơm này đến với lại bà con núi Sạn, những người khó khăn, những người cơ nhỡ, trong đó có những người sống cô độc một mình. Em xin phép được thay mặt cô gửi đến 100 phần cơm đến những bà con khó khăn ở núi Sạn. Xin được kính chúc tất cả bà con ở núi Sạn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, và đặc biệt là những người bị phong, hy vọng họ sẽ bớt ngứa, hy vọng họ sẽ bớt đau đớn, và hy vọng họ sẽ được vui, vui mãi trong cuộc sống này. Nha Trang ơi, ta nhớ đến người mắt rưng lệ đầy vơi. Ta sẽ nhớ biển bình minh rực sáng. Nha Trang ơi, mặt trời lộng lẫy nhô lên trên hòn tre. Ánh hào quang tỏa chiếu ngọn đồi xa. Nha Trang ơi, ta rất nhớ người. Nha Trang ơi, Nha Trang. Dạ kính thưa quý vị, nhắc đến xóm Bóng là phải nhắc đến chợ Bầu. Và đây là cái ngôi chợ thứ 2 hay thứ 3 gì đó. Và ở ngay cái khu vực này cũng đã thay đổi rất là lớn rồi. Chào chị. Trời mưa buồn hay vui chị? Trời mưa sao vui được. Dạ, nhưng mà nó mát vậy ha. Đây kính thưa quý vị, chợ Bầu, trời mưa. Hiện nay là mưa cũng không to lắm cho nên là vẫn ổn. Hiện nay thì ở phía bên trong hội chị em chợ Bầu, chị Phượng, chị Hồng và các chị em khác đang làm 100 phần cơm để gửi tới 100 người khó khăn ở xung quanh khu vực núi Sạn, chỗ đặc biệt là làng Cùi đó quý vị. Hôm nay là sự phát tâm của cô Xuân trở về Việt Nam từ nước Úc, và vừa rồi thì chuyến đi Gia Lai cô cũng có đi cùng em, thật là vinh hạnh và đầy vinh dự thưa quý vị. Đây là lần thứ hai làm cơm dưới trời mưa, và lần trước thì có mưa nhưng mà vẫn phát khi tạnh ráo, còn bây giờ thì mưa suốt buổi luôn, mưa cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Wow, cơm đẹp quá, chào chị Phượng. Cơm đẹp quá thưa quý vị. Đây là em Nhi. Hai em. Hôm nay có 100 phần nên làm cũng nhanh chị Phượng ha. Đúng rồi. Thư giãn. Mấy chị em đang bỏ topping vào hộp cơm. Và nhìn cái hộp cơm này thật sự là rất là hấp dẫn. Đây là chị Hồng. Chào chị Hồng. Trời mưa này làm cực không? Không, cũng hơi thường, không tiếp tục đi đâu được. Chẳng qua đường xé nó hơi dơ một chút thôi, không có được khô ráo như trời nắng. Khoảng mưa như thế nào thì ở đây mới ngập lụt? Mưa... Một to. Tiếng nữa không? Phải to. Không, phải to. Phải to tầm cỡ chừng 10-15 phút là ngập liền. Wow. Một tiếng. Ừ. Nhỏ hôm nay là 100 phần cơm có chuối thưa quý vị, có chè, chè chưa múc ra, chè thì vẫn còn đang nấu ở bên trong. Trời mưa cho nên một số bà con cũng đã dọn về rồi, và chợ thì có vẻ như cũng hơi buồn, nhưng mà một số người thì lại thấy vui. Vui là tại vì trong những cái ngày hè nóng nực thì có một cái cơn mưa như thế này thì đó là một cái niềm gì đó mà nó áo ước ao của những bà con, tại vì nó quá nóng đi. Đây là một hộp cơm trong ngày hôm nay thưa quý vị. Mấy chị em đang cột dây thun và sẽ bỏ vô trong hộp. Hôm nay thì tụi em sẽ phát ở xung quanh núi Sạn, và điểm đến là nhà thờ Tin Lành
tại vì thời tiết đang có mưa, rất là khó để mà di chuyển từng nơi, cho nên tập trung một chỗ thôi. Ở chợ Bầu thì buổi chiều lại thì chỉ có lác đác một vài hàng quán buôn bán, và phía bên trong quý vị thấy có cái anh chàng kia là chuyên sửa dù hoặc là làm mấy cái kỹ nghệ sắt để phục vụ đến những bà con tiểu thương ở đây. Hôm nay á là 100 phần cơm. 100 phần cơm này tụi con dự định phát ở xóm nghèo xung quanh núi Sạn, đặc biệt là những bà con bị bệnh phong hết luôn. Dạ. Để tụi con giờ hết các ông rồi. Đây lô. Dạ kính thưa quý vị, đây là cái chỗ phát cơm của em trong ngày hôm nay. 100 phần cơm của cô Xuân ở nước Úc, và cô muốn dành tặng cái sự yêu thương này đến với lại những bà con núi Sạn, những người khó khăn cơ nhỡ, trong đó có những người mà bị bệnh phong, sống cô độc một mình thôi. Họ ở vòng vòng ở khu vực đây cũng rất là gần nhau. Ở đây quý vị thấy một cái view rất là lạ. Đây là cái khu nghỉ trang, và ở núi Sạn này rất nhiều những cái khu nghỉ trang giống như thế này. Ở đây một cụm, bên kia một cụm, và xung quanh đây rất là nhiều cái cụm nghĩa trang giống như này. Còn bên đây là cái khu dân cư của những bà con ở đây. Đây là nguyên một dãy nhà, và phía trên kia một cái cụm nghĩa trang, và những bà con cũng vẫn còn ở trên đó. Ở đây thì gần ngay nhà thờ Tin Lành, và bà con cũng đang tập trung về đây rồi. Đáng lý là em sẽ chở những cái phần cơm này tới tận nhà, tận nơi để mà dành tặng đến bà con, nhưng mà hôm nay không có may mắn, trời mưa, cho nên là sẽ làm cơm để mà kêu gọi bà con tới nơi này. Cảm ơn bà con đã dành một chút xíu thời gian tới đây, cũng như là lặn lội mưa gió để đến đây nha. Dạ, rồi bây giờ thì con xin phép dành tặng đến những bà con ở đây là mỗi người là một hộp cơm, một bịch chè, một trái chuối. Và hôm nay là sự phát tâm của cô Xuân ở bên nước Úc dành tặng đến tất cả bà con ở đây. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ. Rồi bây giờ thì để tránh cho anh những cái mình khỏi cần xếp hàng đi mấy cô nha, tại vì cũng mưa. Bây giờ cô mấy phần? Vậy cho bê phần thôi. Nhà cô ba người, không nhà cô đông người lắm mà đúng không? Nhưng mà nhưng mày là họ không dám xin nhiều. Không, cái này là đủ hết cho những bà con ở đây rồi, cô yên tâm.
nhà cô là bạn người Phong dành tặng cái gì đó đúng không? Năm người nhưng mà xin 2 người thôi. Dạ, không, nhà cô cứ 5 người cứ lấy 5 phần đây. Dạ. 5 phần cơm nha. Cảm ơn. Tại vì cơm này là dành tặng bà con ở núi Sạn. Cho nên là nhà bà con nào mấy người thì cứ nói mấy người. Em cho ông anh ở nhà cho ông 2 phần tại ổng mất đi làm á. Dạ rồi, nhưng mà chiều có về sớm không? Dạ sớm. Tại vì mà để đến tối thì không ngon. Cơm này tụi con vừa mới nấu luôn. Cảm ơn nha ông bè anh chị em ở đây khu núi Sạn này rất là khó khăn quá nhiều. Dạ chú mấy phần? Chú 3 phần ha. Rồi dành tặng chú 3 phần. Còn 1 phần nữa chú. Có cơm chè với chuối nha. Dạ. Chân chú bị cái gì đó? Bị gút ha. Dạ. Dạ, có cái chân nào very good không? Dạ. Con rồi, con trai 1 phần nha. Đây, mời con. À, cô mấy phần? Cô 3 phần. Đây, con mời cô. Chúc con có sức khỏe. Dạ, dạ. Rồi, con mời bà con nào nhận cơm qua đây nha. Cô mấy phần? 6 người. 1 nè. 2 3 5 6. Rồi chúc con nhiều sức khỏe nha, chúc ngon miệng nha. Tại vì cô biết không, con xin chia sẻ thêm một chút. Có những lần mà con phát cơm ở bệnh viện á. Có những lần con phát cơm ở bệnh viện vẫn thấy những bà con mình ra đó nhận cơm thì bao giờ con cũng biết là những bà con trong cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà khi mà con phát bệnh viện thì bà con bên ngoài vui lòng chỉ một phần thôi. Khi nào mà con đưa cơm tới đây thì bà con bao nhiêu người trong gia đình là nhận bao nhiêu nha. Dạ. Cô mấy phần cô? 3 phần. Cô 3 phần ha. Chiều nay khỏi nấu cơm nha. Dạ. Cảm ơn. Rồi cảm ơn cô nghe đã bỏ thời gian đến đây. Cô mấy phần cô? 3 phần. Cô 3 phần ha. Dạ chúc con nhiều sức khỏe nha. Dạ cô 4 phần nha. Cái này thì dành tặng đến bà con khó khăn nha, còn bà con nào cảm thấy mình đủ và ổn thì nhường lại cho bà con khác nha. Dạ rồi cảm ơn cô. Rồi chị 4 phần. Mấy chị giữ lại khoảng 30 hộp đến bệnh viện Gia Liễu nha. Rồi chúc ngon miệng. À, chú Thi là đang kêu á, mấy người đang lên. Dạ chú Thi là có chú bác sĩ luôn không chú? Không thấy ổng tới nhà mà không thấy. À tới nhà mà không thấy, còn cái chú bên cạnh chú đồng bào á? Có, cái đang tới. À cũng đang tới luôn. Ồ, để mà chú đã di chuyển tới đây thì tội cho chú đó quá. Không thì chú đem. À hay là chú này. Dạ. Dạ bây giờ chú chung chuyển giùm con nha. Chú chung chuyển giùm con nha chú. Rồi. À bây giờ con gửi chú 10 hộp nha. Chú đi vòng chú gửi cho bà con giùm. À, chị Trúc ơi, mà cầm ra đây giùm em với. Dạ, mưa vất vả quá hả? Chứ không, cái là vô tình mà mưa đúng không? Dạ. Đây, để em xách luôn cho. Rồi, chứ để bà con mình đi lại đã khó khăn rồi mà trời mưa nữa, tội quá. Rồi cái gì chú trung chuyển giùm con. Cảm ơn chú Nhàn. Móc được không? Nè, tới đây được rồi nè, không có rớt đâu. Một hộp bên đây. À, sau này có xe lăn này cho chú 2 chiếc nha. Dạ dạ, để con sẽ liên lạc với những cô chú anh chị bên ngoài coi sao. Chiếc nha. Dạ dạ. Đừng chơn nha. À, chú kia tới luôn rồi kìa. Chú đồng bào kìa. Wow, kính thưa quý vị, đã. À, chú cứ đi tặng cho bà con khác đi, cái này để con tặng cho chú đồng bào. Wow, xót xa quá. Rồi, con tới kia giùm con chút xíu. Con xin lỗi chú nha, bắt chú đi như vậy ấy nấy quá. Dạ, cảm ơn. Dạ, tặng cơm chú nha. Dạ, cảm ơn. Dạ khó đi rồi, để con dìu xuống nè, để con dìu xuống một chút nè. Đây đường dốc thôi quý vị, với lại nước mưa hoặc là nước sinh hoạt nó chảy ra thì lâu ngày nó sẽ bị đóng rêu, đường nó trơn lắm.
Cái gì chú cứ ngồi đây đi rồi chút chú nhàn chở chú đi nha. Đi bộ được ạ. À đi bộ được ha. Rồi cô đợi con lúc mấy cô lui lui giùm con chút xíu nha. Rồi. Cô mấy phần cô? Hả? Cô mấy phần? Cô ba phần. Là nhà chú Campuchia. Yeah, đúng không? Là chú ngắt ngư đúng không? Rồi, chúc nhà chú với cô nhiều sức khỏe nha, chúc ngon miệng. Tôi cảm ơn ơn nha. Dạ rồi. Đây là nhà Bác Thức đúng không ạ? Không, nhà Bác Hiệp, nhà Bác Hiệp. À nhà Bác Hiệp, mà mình mấy phần ạ? 4 phần. 4 phần. Dạ 1. 2 3. Em này cũng có phần. Dạ từ từ cô ha. Dạ. 4 phần. Dạ rồi, chúc ngon miệng. Cô 2 phần ha. Dạ rồi, chúc con ngon miệng nha. Rồi con trai mấy phần? Rồi, chúc con trai ngon miệng. Rồi. Nhà mình mấy phần chị? Một người à. Một người thôi. Dạ, nhà mình thật thà quá, cảm ơn nhiều. Dạ. Cô mấy phần cô? Cô 2 phần ha. Dạ rồi, chúc con ngon miệng nha. Dạ. À, nhiêu đây là đủ 30 mấy hộp không? Mình đi bệnh viện đi. À, mấy chị đang soạn ra ở bệnh viện đó ha. Chè thì chị Trúc múc ra ngâm đá, chè lạnh. À, chú Nhàn, chú Nhàn đang đi đưa cơm rồi. Dạ, cô yên tâm. Dạ. Ở đây con liên lạc được với chú Nhàn, đó là một sự may mắn dành cho con. Tại vì biết chú Nhàn thì mới biết được những bà con khó khăn ở đây. Nhiều khi bà con ở trong ngóc, trong ngách, không ai biết được luôn. Chỉ thấy người ta ở bên ngoài thôi nhưng mà không biết hoàn cảnh sao hết. Tới đây thì mới biết được, thật sự là không biết nói gì hơn. À, như chú bác sĩ đó quý vị. Chú bác sĩ ở trong một cái căn nhà cót, chỉ sống có một mình thôi. Nhưng mà chú móc đến hai cái ổ khóa, một con người rất là kỹ tính. Và lúc nào đi nhận cơm cũng muốn nhận thêm cho những người bạn của mình. Đó là những người cũng bệnh phong và những người nghèo, những người khó khăn. À, đôi khi quý vị sẽ phát cơm ở khu vực bệnh viện ung bướu, sẽ thấy một người đàn ông mặc bộ đồ pyjama và chú hay nói là bị thần kinh tọa hay uống mặt mèo. Thì cái điều đó là có vẻ như là nó đã nằm trong cái câu cửa miệng của chú rồi. À, mong quý vị nào mà tới phát cơm á, thì cũng đừng lấy cái điều đó làm khó chịu. Tại vì đối với chú thì đó là cái niềm vui của chú. À, chú lúc nào cũng phát cơm và muốn nhận thêm, nhận thêm, nhận nhiều lần. Nhưng mà chú chỉ ăn có một hộp thôi. Nếu quý vị nào gặp cái trường hợp này thì hoan hỷ thông cảm cho chú ha. Cho chú. À mời chú qua đây nha. Chú thiệt thà quá. Dạ. Chú hai người hả chú? Rồi con tặng chú hai phần cơm. Là chú với con gái đó hả? Dạ. Ở đây kính thưa quý vị. Quý vị thấy cái view này. Thì xung quanh đây là núi Sạn. Ở đây có những cái tảng đá rất là to tạo thành những cái hang. Ở Nha Trang rất là may mắn khi được Ngài Thích Minh Tuệ ẩn tu ở đây 6 năm và có vẻ như cái vòng lập 6 năm thì Ngài sẽ chắc là ẩn là không có ở đây nữa đâu. Tại vì cái hạnh tu của Ngài thì sẽ đi rất là nhiều nơi. Và đối với Nha Trang thì đây là một niềm vinh hạnh rất là lớn. Còn những cái người mà sinh sống ở đây thì nói về cái chứng bệnh phong đi. Nói về cái chứng bệnh phong thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến ông Hàng Mặc Tử. Và ông Hàng Mặc Tử là trong một cái đợt ổng có đi chơi cùng với lại bà Mộng Cầm thì hai người bị mắc mưa. Mắc mưa thì trú mưa ở trong cái nghĩa trang và những cái ngôi mộ mới, rồi tử khí bốc lên tạo thành một cái khí độc mà lúc đó ông mắc phải, thì mắc bệnh phong rất là khó khăn, rất là đau đớn và rất là tủi hờn. Cho nên những cái hộ dân mà sinh sống ở đây thì chắc hẳn là sức khỏe cũng không có được bảo đảm gì cho mấy. Để em hỏi thăm cái chị ở đây. Em chào chị. Cho em hỏi thăm chị thêm một chút xíu ha. Chị sinh sống ở đây là bao nhiêu năm rồi chị ạ? À? Chị lên đây năm 2000, được 24 năm. 24 năm. Lúc ban đầu chị tới đây á, là những cái ngôi mộ ở đây đã nhiều như vậy chưa? Có rồi, mình lên sau. Lúc đó mình có sợ không? Không, lúc đầu nói chung mình cực quá, lên thì lúc đầu nó cũng sợ. Lúc đó con mình nó còn nhỏ. Dạ. À, hồi đó lên là con bé đầu nó có mới có tuổi rưỡi à. Con sau thì nó nhiêu đâu. Đó con đầu được 5 tuổi lên vô lớp 1. Con sau được tuổi rưỡi.
Lên đây ở cách đây đỡ năm 2000, bữa nay 24 mình được 24 năm. Dạ. Cái này thì sẵn tiện em hỏi, em xin phép được hỏi sâu thêm một chút xíu nữa. Đó là những hộ dân sinh sống ở nơi này rất là gần với khu nghĩa trang. Trời nắng, khí bốc lên, trời mưa rồi hòa chung cái đó, rồi sau này nó sẽ tạo thành một cái gì đó. Mà xung quanh đây thì bà con bệnh phong cũng nhiều. Không biết là chị có suy nghĩ gì về cái điều này hay không ạ? Nói chung mình cực khổ quá, lên đây ở thôi chứ. Ngày đó lên thì nói chung mộ này họ cũng chôn lâu lắm rồi. Chỉ mới chôn một hai cái mới thôi. Sau này dân người ta thấy ở là người ta không có nói không có chôn gần dân nữa. Dạng là có chôn thì chôn xe vô trong kia. Vì dân ở là cách nhiêu đó người ta nói vậy. Chứ còn hồi chị thì gia đình chị ở chồng chị khổ lắm. Mới lên trên này ở. Chứ sợ thì cũng sợ chứ. Tại vì mình ở dưới kia mình lên mà. Dưới đường mình lên thì dưới đó đâu có mồ mẻ ở đâu mà lên ở gì. Lúc đầu chị cũng có xây một cái vách tường chị ngăn gì nè. Dạ. Ngăn cái vách tường cao lên rồi hồi nó con nó còn nhỏ. Sau ở được khoảng 5 năm lại đầu chị phá cái vách tường. Bắt đầu lúc đó phá vách tường bắt đầu làm bằng rào chứ ở đây có lợi nói chung là tụi ấy nó đi nhiều quá. Nhiều khi đi làm hết. Hai vợ chồng đi làm hết rồi nhà cửa không ai con ngó đâu. Còn chị mới xây cái rào trắng này lên. Đó, nó như vậy. Dạ. Nhưng mà trước đó là ở chồng mà ông trẻ chị ông mất 6 năm. Ông tay nạn ông mất 6 năm, giờ còn có hai mẹ con với con cháu hoài. Dạ. Ở cái nhà này. Chiều nay mình nấu cơm chưa? Nè, hồi trưa nấu rồi, nấu để cho chiều con nó về nó lấy nó dở đi ăn á. Dạ. Là cũng còn lại ít để cho chiều con nó dở, còn chị thì nói chung chiều có nhiều ăn nhiều ít ít nè. Dạ. Như vậy tiết kiệm chứ giờ chị đau bệnh rồi ở nhà đâu có đi làm đâu. Có mình biết nó đi làm. Dạ. Nuôi hai bà cháu đó, đủ thứ loại tiền cho nên tiết kiệm lại. Nói chung trưa là chị ở nhà chị nấu một miếng thôi, đầu chập 4 giờ 5 giờ nó chạy về nó lấy. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Kính thưa quý vị, dạ còn chú bao nhiêu hộp nữa chú? Còn thì cứ bao nhiêu thì đưa chú đưa cho 5-7 hộp gì cũng được. Cái phần dành cho những bà con bệnh viện có chưa chị Phượng? Chưa hả? Là cái này đi, là cái này là dành cho bệnh viện rồi. Dạ, cái gì hẹn chú lần sau. Chắc chắn sẽ còn một lần nữa. Dạ, nếu có xe ở đồ thì điện cho chú nha. Dạ, dạ. Còn cái phần cơm giống như thế này nè, thì chắc chắn sẽ còn một phần giống như ngày hôm nay nữa nghe. Rồi, sẽ làm phiền đến chú Nhàn tiếp theo. Cảm ơn chú Nhàn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chị đây là một hộ dân sinh sống. Đây là chị này, hộ dân sinh sống ở nơi đây đã chia sẻ rất là thẳng thắn về cái vấn đề sinh hoạt của những bà con cộng đồng ở núi Sạn. Hầu hết ở núi Sạn này, những người lên đây là những người khó khăn, những người nghèo và những người thuộc những cái tầng lớp mà lao động tay chân và thậm chí là không biết làm gì luôn, tuổi cao, sức yếu. Và cho nên rất mong được những sự quan tâm của cô, chú, anh chị ở trong và ngoài nước để mà giúp đỡ, gửi yêu thương đến với bà con ở núi Sạn. Cảm ơn quý vị. Chú Nhàn ơi, cái này thì con móc lên xe chú tiếp tục nha. Ừ. Dạ, con nhờ chú đi chung chuyển giùm con. Rồi. Thay mặt cô Xuân, chúc chú Nhàn nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn luôn giúp đỡ những bà con ở nơi này. Có chú Nhàn là một cái điều rất là may mắn đối với con. Tại vì chú đã giúp đỡ con rất là nhiều và hướng dẫn con được rất là nhiều thứ. Cho con gửi lời thăm chú Mười nha. Bữa nào qua chú Mười đàm đạo và sư thầy Thích Minh Tuệ nghe rất là đã tai luôn. Chú cũng có coi, cũng có coi ấy của con đó. Dạ. Đang thay Nha Trang á. Dạ. Là thấy. Rồi cảm ơn chú. Dạ rồi chào chú. Bây giờ thì nhóm chúng em sẽ mang mấy chục phần cơm này đến với lại bệnh viện Gia Liễu dành tặng đến những người ở trong đó. Hồi nãy có cái bác Thi tới đây. Bác tính trung chuyển luôn đó. Nhưng mà bác tuổi cao lắm, lái xe yếu cho nên em không có để bác trung chuyển. Bây giờ mình sẽ mang cái này tới đó. Ok ha. Ok. Cho làm vô, hả? Không cho vô, mình không cho vô.
chú hai bị nghe. Rồi, tám bị luôn ha. Đi đi đi. Tăng, cho ta gửi cho mũi đi. Đây. Tăng đem gửi cho mũi hai bị đi. Đó, bà con mình lấy giùm em nha. Lấy gì bỏ nghe chưa? Mà không đến ngày mai nghe chưa? Nhớ có chuyện gì là không đúng rồi cho ai đâu. Đưa cho bà mũi giùm nha. Dạ, cơm ăn liền nha bà con nha. Chuyện trên phong đúng rồi cho ai cũng để tôi phiền nghe không? Được. Dạ, sao? Ok. Được. Dạ cơm nóng nha anh nha. Ăn liền nha anh nha. Rồi cảm ơn cô nghe, chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi cô đi vô ha. Dạ. Bác Thi giờ không rày tình hình sức khỏe ổn không bác? Hiện tại mấy cái đường nó xuống nó lớn rồi coi như là mách muốn cho cái vấn đề coi như đúng bệnh hết mà. Dạ. Mưa nắng gì ổn không? Em cũng tạm. Cũng tạm ha. Dạ. Thuốc men hàng ngày mình cấp nạp miếng mà. Dạ, uống thuốc uống men hàng ngày luôn. Đây còn mấy phần nữa bác chia sẻ giùm con nha bác. Dạ dạ rồi chị Phượng để lên trên cái bậc đây giùm em. À đây bỏ giỏ cho ông này. Bỏ ông giỏ xe luôn. Đây bỏ giỏ xe cho ông luôn. Ôi, diện cho bà con mình nhân chân thành cảm ơn nha. Nghe hộ nghe không? Dạ cô Xuân bên Úc. Dạ. Chung cô bên Úc anh. Dạ dạ được rồi bác, không sao bác. Dạ. Cô bà coi như là với anh chị đã đến đây để mà tâm cho với bà con mình nhân mình. Dạ dạ cảm ơn bác. Là tâm tình. Tôi chân thành cảm ơn quý vị cũng như là cô bên Úc á. Cầu chúc cô được sức khỏe nhiều. Dạ cảm ơn bác nhiều. Dạ đã đây kính thưa quý vị, những cái phần quà này của cô Xuân, cụ ít lòng nhiều, 100 phần quà gồm 100 hộp cơm dành tặng đến những người xung quanh núi Sạn, những người Bình Phong, những người nghèo, những người khó khăn. Cảm ơn chị Phượng đã cất công cố gắng làm được 100 phần cơm trong những ngày mưa, thật sự là cảm ơn Phượng nhiều nha. Cảm ơn hai chị em nhiều nha. Rồi chúc Hồng nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn Lợi nha. Rồi cảm ơn Nhi. Còn hai chị em kia đâu rồi? Rút quần rồi. Rút quần rồi, chở đồ về rồi. Dạ xin được cảm ơn cô Xuân. Cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay thì 100 phần cơm đã trao tận tay đến những người khó khăn ở nơi đây. Ai nấy cũng đều rất là vui. Mặc dù là trời mưa, bà con vẫn chích ra một chút thời gian để mà đến nhận cơm. Thật sự là cảm ơn bà con rất là nhiều. Kính chúc nhiều quý vị được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Bây giờ thì em sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt. Trân trọng.